Em tranh thủ review chút xíu về tập trước cho những ai chưa kịp xem để còn nắm bắt tình hình nha. Với chủ đề học không chơi đánh rơi tuổi trẻ, chơi không học đánh mất tương lai. Và các bạn à, cũng đừng quên hãy học hết mình và chơi nhiệt tình. Đừng để tuổi trẻ và thanh xuân trả qua lần cuối. Các bạn có đồng ý không? Và phần phản biện đến từ trường trung học cơ sở Chu Văn An. Học sinh trên thế giới đều có suy nghĩ giống như bạn hay không? Họ bị áp lực việc học, họ chọn cách là giải thoát cho bản thân. Và muốn biết cam go như thế nào thì mọi người ráng tìm lại clip phần 1 mà xem nghe. Còn bây giờ thì cả nhà mình cùng tiếp tục xem phần thi hùng biện của trường trung học cơ sở Chu Văn An với chủ đề chuyển đổi số còn bắt đầu khi ngồi trên ghế nhà trường. Nghe cái tên chủ đề thôi mà em ngất ngay con gà tay rồi. Thấy nó khó khó rồi sao á. Tặng ngay đi lấy lọc xinh xỉu khi mua 4 lọc sữa lọc Manto. Nhanh lên, số lượng có hạn.